sáng nay ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lê minh hoàng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra khảo sát các công trình trọng điểm trong đó có cầu cảng ti sa cảng đà nẵng cùng đi có lãnh đạo sở ngành liên quan Đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai một số công trình trọng điểm, trong đó có cầu cảng Tiên Sa Đà Nẵng, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tiền phương về phòng chống thiên tai tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng khen ngợi và đánh giá cao công tác chủ động phòng tránh bão của cán bộ và nhân viên cảng Đà Nẵng. Mặc dù cơn bão Noru rất mạnh, nhiều địa phương bị thiệt hại nặng về hạ tầng kỹ thuật, nhưng nhờ dự báo trước tình hình, cộng với kinh nghiệm chống bão lớn nhiều năm qua, nên cảng Đà Nẵng vượt qua cơn bão số 4 an toàn, không có thiệt hại về người và tài sản. Theo đó, cảng Đà Nẵng đã triển khai ngay việc chăn buộc các thiết bị ở cầu tàu khi dừng khai thác, che chắn an toàn các thiết bị tại bãi ngay sau khi kết thúc việc bốc xếp sắp xếp và chằng buộc container, chằng chống các kho hàng, trạm điện, nhà xưởng, văn phòng ngay sau khi dừng công tác giao nhận hàng hóa, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc đưa đón tàu cập cảng, giải phóng nhanh hàng hóa cho tàu vào điểm tránh trú an toàn trước khi bão đến.